con trâu là đồ cơ nghiệp. Từ lâu, con trâu đã được coi là biểu tượng của sự may mắn, của sự khởi đầu thuận lợi đối với người Việt Nam. Mượn ý nghĩa tốt đẹp đó, Châu Ê Quán chính là nơi giao lưu bằng hữu, đánh dấu sự hợp tác, sự may mắn trong làm ăn của nhiều doanh nghiệp. Châu Ê Quán tọa lạc số 670A, Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội. Với vị trí đắc địa nằm trên tuyến đường huyết mạch, khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm và di chuyển đến nhà hàng. Châu Ê Quán đem đến cho khách hàng những trải nghiệm phong phú, đến từ sự kết hợp đa dạng giữa các phong cách thiết kế, với không gian rộng rãi và sức chứa lên tới 500 người. Châu Ê Quán là địa điểm lý tưởng để các bữa tiệc gia đình, tiệc sinh nhật, liên hoan văn phòng, tiệc cho các tour du lịch trong nước và quốc tế. Tầng 1 thiết kế theo phong cách đồng quê Việt Nam giản dị thân thuộc. Lên đến tầng 2, thực khách chắc chắn sẽ thích thú với không gian nghệ thuật đậm chất Nhật Bản, cùng khu vực VIP mang dấu ấn trời Âu đầy ấn tượng. Bước lên đến tầng 3 lại là một màu sắc thiết kế hoàn toàn khác, với xu hướng giới trẻ hiện đại, cá tính. Mỗi không gian riêng biệt đều có sức chứa lên đến 100 người. Điểm đặc biệt tại Châu Ê Quán là khách hàng có thể tận mắt chứng kiến quá trình sơ chế biến món ăn của đầu bếp ngay tại không gian tầng 1. Điểm khác biệt này chính là cơ sở cho sự tin tưởng và yêu mến của thực khách đối với nhà hàng. Nguồn cung cấp nguyên liệu tại Châu Ê Quán được lấy từ trang trại trâu rộng lớn, chăn nuôi theo quy trình bài bản và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nguyên liệu tươi mới, cung cấp ngay trong này, trải qua quá trình chế biến khéo léo của đầu bếp, chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi thực khách khi đến với Châu Ê Quán. Thực đơn quán vô cùng đa dạng, món ngon tươi mới với hương vị đặc trưng, kết hợp cùng với không gian rộng rãi tinh tế. Châu Ê Quán sẽ là nơi quý khách tận hưởng những bữa ăn trọn vẹn với hương vị giá cả phải chăng. Đến với Châu Ê Quán, thực khách được thưởng thức các món ngon nổi bật của nhà hàng như phở châu, châu xuất vang, bít tết châu, châu xảo măng trúc, châu cháy tỏi, châu nhúng mẻ, lẩu châu, châu sông khói, châu sương mù. Ngoài các món ăn ngon từ châu tươi, quán cũng cung cấp các món đặc sản độc đáo như lợn mán, ba ba, nhím, dê, cầy hương. Với đội ngũ đầu bếp tâm huyết nhiều năm kinh nghiệm cùng đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản chuyên nghiệp, Châu Ê Quán hứa hẹn sẽ mang đến sự hài lòng cho cả những thực khách khó tính nhất. Ghé thăm Châu Ê Quán để cảm nhận sự tinh túy trong từng hương vị. Liên hệ đặt bàn tại Châu Ê Quán theo số điện thoại 0866 555 670 hoặc 0369 555 670. Châu Ê Quán đáp ứng đầy đủ các tiêu chí: tươi ngon, nhiều, sạch, rẻ, phục vụ tận tình. Bởi tất cả những tâm huyết, sự nhiệt thành dành cho quý thực khách, Châu Ê Quán xứng đáng là sự khởi đầu vuông tròn đôi câu đối: ưu tiên bằng hữu chi nhân hội, quán thiểu tiết đãi ngộ Châu ơi.